CDT New. Hãy cân nhắc rời bỏ nếu tình yêu của các bạn có dấu hiệu này. Quá trình trưởng thành của mỗi người thực sự không dễ dàng. Đến tuổi nào đó, bạn bỗng cảm thấy mỗi ngày đều quay cuồng với đám câu hỏi tưởng đơn giản. Ăn gì? Đi đâu chơi? Làm sao để có nhiều tiền? Làm cách nào để có niềm tin vào tình yêu? Ở tuổi dậy thì, nhất là khi chứng kiến những mối quan hệ bên cạnh không được như mong đợi, bạn bỗng hoang mang tự hỏi, lựa chọn thực sự dành cho bạn, mối quan hệ này có cần bước tiếp hay dừng lại để tốt hơn trong tương lai? Vậy thì bạn ơi, hãy thôi hoang mang cho dù một ngày, bạn nhận ra người mình yêu thương bao lâu nay bỗng trở nên khó đoán. Ai cũng cần phải lớn, và không phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo như cách mà họ từng có. Dù sự thay đổi nào cũng khiến người trong cuộc hụt hẫng, nhưng đôi khi, điều đó lại tốt hơn việc giữ lại một mối quan hệ mà vì nó, chúng ta cứ triền miên nỗi buồn bởi không thể thấu hiểu. Để giúp bạn giữ lấy mối quan hệ tử tế hoặc bỏ đi một tình yêu mục ruỗng, chúng tôi tập hợp 4 dấu hiệu cho thấy bạn nên dừng lại hoặc bước tiếp. Có thể người ấy không hợp với cuộc sống của bạn nữa, và vì thế, đã đến lúc bạn hãy dũng cảm nói lời tạm biệt. 1. Nói dối. Bạn từng sở hữu một con búp bê gỗ Pinocchio. Bạn biết rõ câu chuyện tuổi thơ rằng, mỗi khi nói dối, mũi của bạn sẽ mọc dài ra như Pinocchio. Có vô số ví dụ về một người tình hay nói dối. Và nếu bạn bắt gặp người mình yêu thương ở trong tình huống ấy hơn một lần, đã đến lúc bạn nên xem lại mối quan hệ. Tha thứ, tốt thôi. Điều đó nghĩa là bạn đã cho người ấy cơ hội thay đổi, cũng là cho chính mình cơ hội giữ một tình bạn đẹp. Tuy nhiên, nếu sự tha thứ cứ kéo dài lần này sang lần khác, chắc chắn trái tim bạn sẽ hằn lên một thái độ bất mãn khó giải quyết, nhẹ nhàng nhất cũng là nảy sinh ý nghĩ tiêu cực đối với người ấy. Hãy đối mặt với thực tế, bạn mong chờ người mình yêu thành thật, vậy thì khi phát hiện người ấy nói dối, đừng lờ nó đi, bởi điều đó chỉ khiến những lời nói dối trở thành thói quen, giết chết tình yêu của các bạn mà thôi. Thứ hai, nó không ngừng lại được. Đã bao giờ bạn cảm thấy những câu chuyện tám của người yêu trở thành sự nổ phiền muộn? Hàng nghìn câu đề nghị, đừng nói nữa, hiện ra trong đầu bạn mỗi khi họ mở máy. Sự thú vị ẩn sau từng lời chia sẻ của họ đâu mất rồi. Vì lý do nào đó, người ấy bỗng trở nên không còn cuốn hút bạn nữa. Đừng cảm thấy áp lực khi cảm xúc không còn như thuở ban đầu. Bạn đã thay đổi, hoặc người bạn yêu đã không thể trưởng thành như cách họ cần có. Tuy nhiên, trước khi cân nhắc đến chuyện đừng ai nấy đi, bạn hãy dành thời gian tìm hiểu lý do thực sự đằng sau sự chán chường. Có thể bạn cần bao dung hơn vì cuộc sống của người bạn đang yêu đang gặp nhiều khó khăn chia sẻ. Còn nếu lý do nằm ở vấn đề cảm xúc không còn nữa, có lẽ đã đến lúc kết thúc mối quan hệ mục ruỗng này rồi. Thứ ba, quá cứng đầu. Người ấy trút lên đầu bạn mọi thứ bực dọc mà họ nhận được trong một ngày dài, và lúc ngày nào cũng vậy. Khi bạn đưa ra những lời khuyên khách quan, chân thành từ trái tim, thì người ấy vẫn chọn phương án bỏ ngoài tai, thiếu tôn trọng những gì bạn nói. Những kẻ cứng đầu thường không bao giờ thỏa hiệp hoặc tính cách bảo thủ, thiển cận của họ thuộc về bản chất, bây giờ mới có dịp bộc phát. Tất nhiên, không thiếu gì cách để đối phó với một kẻ cứng đầu, nhưng thực sự bạn có đủ thời gian cũng như sức lực để chiều theo ý người mà bạn biết trong tương lai, hai người khó có thể sống chung hòa thuận. Thứ tư, dính như Sam và kiểm soát thậm chí cả ý nghĩ của bạn. Đi mua sắm, xem phim hay cùng nhau du lịch luôn là những điều tuyệt vời giữa những người yêu nhau, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc bạn muốn được ở nhà một mình. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu người ấy không chấp nhận điều đó? Họ muốn bạn dành thời gian, tình cảm và sức lực cho họ. Điều tồi tệ hơn là bạn thậm chí không thể nói cho họ biết bạn thực sự cảm thấy như thế nào, bởi bạn biết rồi, họ sẽ nghĩ chuyện này theo một hướng tiêu cực, khiến mọi chuyện trở nên rối tung. Hãy cố gắng đặt ra một vài ranh giới nhất định, một thỏa thuận ngầm giữa hai người, bởi sau này dù có ăn chung nhà, ngủ chung giường, thì hai bạn vẫn còn có những khoảng không gian riêng cho nhau. Hơn nữa, kiểm soát đến mức quá đà cũng là cách thể hiện sự thiếu tin tưởng vào nhau đấy. Tuy nhiên, nếu bạn đã cố hết sức mà người ấy vẫn cảm thấy không hài lòng, đã đến lúc bạn nên cân nhắc về mối quan hệ này rồi. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.